Kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, ai cho chúng ta cũng không thể đứng ngoài quy luật của thời gian. Đi qua quãng thời gian trẻ trung, sôi nổi thì cũng sẽ đến độ tuổi trưởng thành. Cần bình tâm và cẩn thận hơn trong từng bước đi cuộc đời. Từ tuổi 30 trở đi chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của bạn. Là thời điểm lý tưởng để thiết lập những mục tiêu lâu dài về gia đình, sự nghiệp và tài chính. Nhưng không vì thế mà bạn cần quá tự tạo áp lực về công việc, tài chính. Bởi những điều nhất định cần tránh xa mới là điều bạn cần để tâm ở giai đoạn này. Khi đến tuổi trung niên, bên cạnh những thói quen tích cực, chúng ta cần sống cẩn thận và để ý từng nhất cử, nhất động của bản thân. Chỉ như vậy, chúng ta mới đạt được cuộc sống giàu có và như ý. Bạn đừng nghĩ chỉ có tuổi trẻ mới có thể có hoài bão và làm giàu nhé. Độ tuổi nào cũng có thể tạo nên thành công, chỉ là phương thức ở tùy từng thời điểm là khác nhau mà thôi. Vậy rốt cuộc khi bước vào độ tuổi chín chắn của đời người, chúng ta cần phải chuẩn bị làm và tránh những gì để có cuộc đời như ý? Ở giai đoạn này, liệu chúng ta còn có thể đủ thời gian để thay đổi phương pháp và thực hiện ước mơ lớn hay không? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ở tuổi đôi mươi, chúng ta có thể thoải mái làm những gì mà mình mong muốn, thỏa sức thử thách và vẫy vùng với hoài bão lớn lao. Khi còn trẻ, chúng ta cũng không cần thận trọng quá nhiều. Nhưng đến khi trưởng thành thì lại khác. Do vậy, những người ở tuổi 30 đến 50 có 3 đại kỵ nên đề phòng cẩn thận càng tốt. Đầu tiên, bạn không nên bất chấp tất cả vì lợi ích ở độ tuổi này. Khi một người ở tuổi 30 đến 50, họ không còn là trẻ con bỡ ngỡ hay các thanh thiếu niên chưa va vấp trong xã hội nữa. Họ đã gặp nhiều kiểu người trong xã hội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống nhất định. Do đó, cần phải biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Lợi ích là điều mà ai cũng muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn thu lợi cho mình, bất chấp việc làm có thể tổn hại tới người khác, thì bạn có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cái giá đó tới càng muộn thì bạn càng dễ tổn thương, không còn đủ thời gian, sức khỏe hay tâm huyết để chống chọi với nó. Không chạm vào những thứ gây hại cho cơ thể và sức khỏe là điều tối kỵ tiếp theo mà ai cũng cần ghi nhớ khi ở giai đoạn trung niên. Một trong những lợi ích của việc từng trải là bản thân hiểu rõ hơn giá trị của việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Thay vì chờ đợi hay kỳ vọng vào bất kỳ một ai khác, sống trên đời không ai có thể chịu khổ cũng như hạnh phúc thay chúng ta. Vậy nên chính ta phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình trước hết, cũng là bảo vệ vốn quý nhất của chính mình. Yêu và chăm sóc bản thân bao gồm xây dựng nhiều thói quen, từ chú trọng xây dựng chế độ ăn lành mạnh mỗi ngày, bôi kem chống nắng và đeo kính râm mỗi khi ra ngoài cho đến chăm sóc da mỗi tối, chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ và không ngừng tập thể dục. Thói quen vận động thường xuyên đã được khoa học chứng minh và có tác dụng rõ rệt trong quá trình chống lại lão hóa, giữ cho cơ thể gọn gàng, thúc đẩy lưu thông khí huyết, giúp săn chắc làn da, cơ bắp. Một sức khỏe tốt là nền tảng vững chắc để chinh phục và tận hưởng mọi giá trị trong cuộc sống. Mất sức khỏe là mất tất cả. Tiền nhiều cũng chẳng để làm gì khi ta không đủ khỏe để sử dụng chúng. Những người ở tuổi 30 đến 50 là độ tuổi hoàng kim, là thời kỳ thịnh vượng, nhất là với phái mạnh. Nhưng đồng thời, đây cũng là giai đoạn dễ tích lũy nhiều mầm mống bệnh tật nếu không lưu ý cẩn thận. Các chức năng cơ thể sẽ ngày một suy giảm theo thời gian và sự lão hóa của tuổi tác. Theo Business Insider, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg ưu tiên 3 lần trong tuần để vận động. Bill Gates cũng ngủ đủ 7 tiếng một đêm để sức khỏe dẻo dai, tinh thần nhạy bén. Họ đều là những tỷ phú có khả năng kiếm được rất nhiều tiền trong vài giờ đồng hồ, nhưng không bao giờ vì thế mà bỏ quên sức khỏe của mình. Không biết cách tự chăm sóc sức khỏe của bản thân đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm đối với gia đình của bạn. Do đó, hãy chăm sóc nền tảng gốc rễ của sinh mạng, bảo vệ tài sản quý giá nhất, đó chính là sức khỏe của mình. Và cuối cùng, sự chung thủy với bạn đời vô cùng quan trọng, là nền tảng để duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Do đó, bất kỳ ai cũng nên tuyệt đối tránh xa những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Trong đời sống xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp hiện nay, người vợ hay chồng làm việc trong những môi trường khác nhau,
tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Đôi khi có thể có những người có phẩm chất, điều kiện tốt hơn vợ hay chồng mình. Vì vậy, nếu không chung thủy, chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cuộc tình, tìm thú vui ngoài hôn nhân. Điều này dễ gây sự rạn nứt, tan vỡ gia đình. Thủy chung là việc người vợ, người chồng để luôn luôn phải có tình cảm trước sau như một. Tin tưởng ở nhau, không thay đổi trước bất cứ sóng gió, cám dỗ nào. Sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng giúp mỗi người tìm thấy ý nghĩa và giá trị đích thực trong đời sống hôn nhân và luôn mong muốn giữ gìn nó. Trước đây, trong gia đình Việt Nam truyền thống, sự thủy chung vợ chồng là một giá trị đạo đức rất được coi trọng. Thế nên, những kẻ bạc tình bị lên án mạnh mẽ và ly hôn là điều không thể chấp nhận được. Sự tan vỡ hôn nhân của vợ chồng không còn là chuyện riêng của hai người mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của gia đình, làm mất mặt cha mẹ, họ hàng, làng xóm chê cười. Do đó, lý tưởng của hôn nhân phải là một vợ một chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Người ở tuổi 30 đến 50 nên có nền tảng gia đình ổn định để có thể tập trung và dồn sức phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Nếu bạn để những cám dỗ bên ngoài hôn nhân cuốn lấy tâm trí thì sẽ không còn thời gian để tập trung làm việc. Lúc nào cũng đau đầu giải quyết mâu thuẫn gia đình. Đây cũng là giai đoạn mà chúng ta nên xây dựng hình tượng và vị thế trong xã hội. Những nhân tố này không chỉ được tạo nên từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, nhân phẩm và tư cách đạo đức của một cá nhân cũng được cộng đồng chú trọng hơn bao giờ hết. Không có con đường nào sẵn có để chúng ta dễ dàng đi đến thành công cả. Tuổi trẻ là cần xông pha, nhiệt huyết và dũng cảm mở đường để lựa chọn được các hướng đi phù hợp nhất cho bản thân. Đôi khi, sai cũng không sao cả. Sai thì chúng ta đi lại. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn ở tuổi 30 đến 50, nhất định phải tránh xa và không được bước vào hai lối đi sau. Thứ nhất, tránh đi lối tắt. Con người khi bước qua tuổi 30 cần phải nỗ lực và tạo dựng tương lai. Con đường thành công chưa chắc đã suôn sẻ. Thậm chí có những bước lùi mà bạn cần bình tĩnh đối mặt. Nhưng nên nhớ rằng, dù bạn nóng vội đến mấy, cũng không nên đi đường tắt. Người ta thường nói, không có lợi ích nào từ trên trời rơi xuống. Nếu ai cũng chỉ đợi được đi tắt đón đầu, thì lấy kinh nghiệm và bản lĩnh ở đâu ra để ngày một trưởng thành. Giống như khi leo núi, bạn phải từng bước leo tới đỉnh cao thì mới có thể đích thân ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, học cách vượt qua khó khăn. Sau đó, bạn mới có thể tận hưởng thành quả mà mình đạt được. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu ra rằng đồng tiền do tự tay mình làm ra mới đem lại tự tin. Cay đắng gian khổ tự mình nếm trải mới có thể hiểu thấu. Lý tưởng giấc mơ tự mình tiến tới mới có thể hoàn thành. Dù là tiền tài hay tình nghĩa, đều cần chính mình dùng công sức và tâm huyết để tích lũy mà thành. Nghèo khó không đáng sợ bằng việc chúng ta từ bỏ, tự mình sa đọa và đánh rơi chí khí tiến tới. Thay vì sợ mình nghèo khó tồi tệ, hãy sợ mình không có tham vọng và chí hướng. Người ở tuổi 30 đến 50 là giai đoạn hoàng kim của cuộc đời, rất thích hợp để xông pha và chiến đấu. Chúng ta dám đương đầu với thách thức thì mới càng nhanh trưởng thành. Thứ hai, đừng đi lối nào không có mục tiêu. Cuộc sống giống như một cuộc hành trình, bắt đầu từ điểm xuất phát và kết thúc ở đích đến. Quá trình này có thể đầy gian nan, nhưng chỉ cần bạn không ngừng hướng về phía mục tiêu thì cuối cùng sẽ có ngày gặt hái thành quả. Do đó, dù bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, việc lập kế hoạch hợp lý và can đảm tiến tới mục tiêu đều là nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Nếu làm việc mà không có mục tiêu thì bạn sẽ không hiểu mình phải cố gắng, nỗ lực để đạt được điều gì. Cuộc sống trở nên hoang mang, năm tháng sẽ trôi qua một cách vô ích. Đó là lý do mà Steve Jobs, CEO quá cố của Apple từng nói, thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của một người khác. Sống mà không có mục tiêu, cuộc đời này sẽ chỉ là vô nghĩa và trống không. Triệu phú Tony Robbins, người được mệnh danh là bậc thầy huấn luyện SEO, cũng khẳng định rằng đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến cái vô hình thành hữu hình. Mục tiêu chính là nền tảng để định hướng cuộc sống. Chỉ khi nào bạn đặt mục tiêu đúng cách, cụ thể mà không tham lam, thì bạn mới có thể nắm bắt quyền kiểm soát tương lai. Lập kế hoạch hướng đến thành công thì cuộc sống mới phải tràn đầy động lực, làm việc gì cũng thu được kết quả gấp đôi. Nếu bạn muốn trở nên giàu có,
bạn phải xác định rõ mục tiêu để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền lúc này không chỉ để giải quyết vấn đề miếng cơm manh áo, mà còn có chức năng giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn. Bill Gates từng nói, khi nắm trong tay rất nhiều tiền, chỉ có chúng ta có thể quên mất mình là ai. Nhưng khi không có lấy một đồng trong tay, cả thế giới không biết đến sự tồn tại của bạn. Do đó, ở độ tuổi 30, chúng ta mải mê tìm kiếm và chứng minh sự tồn tại của mình trong mắt người khác. Càng lao vào cuộc chiến đó, chúng ta càng chìm đắm vào vòng xoáy đồng tiền. Bị ma lực của vật chất điều khiển và thay đổi toàn bộ đời sống tâm sinh lý ban đầu. Nhưng thực tế thì sao? Tiền là thứ mà tất cả mọi người đều vất vả tìm kiếm. Nhưng có một điều mà chúng ta phải nhớ, có tiền không phải là có tất cả. Chỉ khi trải qua một lần nghèo khó gian khổ, chúng ta mới hiểu thế nào là nhân tình ấm lạnh, đời người bạc bẽo. Từ đó, chúng ta học được cách nhìn rõ sự chân thành của những người xung quanh. Ai giả vờ, ai cố ý, đều có thể nhìn ra. Muốn giàu hay muốn thành công, hay đơn giản là cần một cuộc sống bình dị, thì cũng đều phải lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng các bạn nhé. Và để biết thêm những điều cần làm và nên tránh xa khi bước vào tuổi 9 của cuộc đời, thì bạn hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu, do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Ai trong chúng ta cũng nên dùng giai đoạn từ năm 30 tới năm 50 tuổi để quyết định vận mệnh nửa đời còn lại của mình. Những ai vội vàng, tư lợi rất dễ đánh mất bản thân. Không chỉ là đường chạy hướng mà còn chuốc họa vào người. Ngược lại, xác định được 3 điều đại kỵ và 2 con đường sai lầm nên tránh xa sẽ là nền tảng để bạn vững bước trên con đường phát triển bản thân. Nắm bắt cơ hội và chăm chỉ làm việc để tự tin dành tặng những gì tốt nhất cho bản thân và gia đình. Đó mới là ý nghĩa của giai đoạn hoàng kim mà những người ở tuổi 30 tới 50 nên lưu ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công mang tới, thì đừng ngần ngại ủng hộ Bí Quyết Thành Công bằng cách nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.